Hi everyone, welcome back to my video. Hôm nay trong cái video này, Vi sẽ chia sẻ với các bạn về cái accent là và những cái câu chuyện xung quanh cái là accent. Nói câu chuyện thì nó hơi kỳ nha. Nó giống như là những cái suy nghĩ của mình về accent. Như các bạn đều biết á, trong tiếng Anh mình có hai cái accent chính là Anh và Anh Mỹ, hay còn gọi là British English and American English. Thì có một số bạn lúc mà mới học đúng không, thì các bạn sẽ không phân biệt được hai cái accent này đâu. Kiểu nó mình lúc trước mình cũng vậy nữa, mình mới học á, mình cảm thấy hai cái accent này ủa nó có gì khác nhau nhỉ? Mình nghe thì nó cũng giống thôi, nó là tiếng Anh thôi, đúng không? Chứ mình cũng đâu có phân biệt được là ở cái thằng này là Anh, thằng này Anh Mỹ đâu. Kể vậy, nhưng mà sau một thời gian á, khi mà các bạn tiếp xúc nhiều á thì các bạn sẽ phân biệt được rõ ràng. Bạn nghe vô bạn sẽ biết được thằng này là Anh hay là Anh Mỹ. Và có cả Anh Việt nữa. Accent là sao, là cái giọng của mỗi vùng đặc trưng nó khác nhau như thế nào. Thì tiếng Anh nó cũng có, không phải là Anh Mỹ hay không, mà nó còn rất là nhiều vùng. Nó có thể là Anh Úc, Anh Ấn, Anh Việt, Anh Trung Quốc đó, Anh Hàn, Anh Nhật. Nói chung là Anh nào cũng có hết á, Anh nước nào cũng có hết á. Mỗi cái nước nó sẽ có một cái accent riêng. Vậy thì chúng ta có nên học cái accent sao mà cho giống người bản ngữ hay không? Đó là cái câu hỏi mà các bạn có bao giờ các bạn suy nghĩ ra đặt câu hỏi cái câu hỏi đó chưa? Kiểu mình có nên sound more like a native speaker? Is it necessary? Something like that nha. Kiểu vậy. Thì thật ra mình nói thật nha, không cần phải nghe giống người bản ngữ. Tại vì tiếng Anh dù gì đi nữa nó cũng là một cái ngôn ngữ, và cái cốt lõi của ngôn ngữ là các bạn dùng để communicate, right? Có nghĩa là các bạn dùng để giao tiếp. Cho nên nếu như mà các bạn gặp vấn đề với cái việc mà không có giống với người bản ngữ thì chả sao cả. Mình là người học tiếng Anh và mình ở trong cái môi trường Việt, làm sao mình có thể có cái accent giống như người nước ngoài được, đúng không? Bản thân Vi cũng không nghĩ là cái accent của Vi giống người nước ngoài đâu. Kiểu tại vì xung quanh mình là toàn người Việt, không làm sao để cho cái accent mình nó giống người nước ngoài được. Nhưng mình có thể thay đổi một phần nào đó, kiểu nó sẽ không bị Việt hoàn toàn, bằng cách là mình nghe nhiều. Vậy theo kinh nghiệm của Vi nha, là những cái bạn mà chịu khó cày phim á, thì chịu khó nghe nhiều nữa, nghe nhiều trên YouTube, có thể là YouTube hay là các bạn tải cái file nghe về trong cái điện thoại, rồi các bạn cứ mở và bạn nghe suốt vậy đó, nghe thôi, chỉ cần nghe thôi. Thì khi các bạn nghe như vậy á, cái ngôn ngữ á nó thấm từ từ, nó thấm dần dần vô não bộ của các bạn á, và từ từ á cái âm tiết của họ nó sẽ dần theo bạn, nó giống như là bạn có thể cảm âm được á. Vì thấy những cái bạn mà ít coi phim hoặc là ít xem phim nước ngoài nha, xem phim nước ngoài nhưng mà xem phim Việt Nam nha, thì phim Việt Nam mới cải thiện tiếng Việt thôi, nhưng mà cải thiện tiếng Anh được đâu. Phim Mỹ nha, phim Mỹ mà ví dụ mới học á thì con coi song ngữ, nếu như bạn mới học á thì coi song ngữ, tại vì nếu mà coi tiếng Anh không thì chả hiểu gì đâu. Tại vì nó khó, tại vì nó có nhiều từ lóng, là một là từ mới nữa, là hai và nó nói âm rất là nhiều nữa, cho nên các bạn sẽ gặp vấn đề rất là nhiều khi các bạn nghe tiếng Anh. Tiếng Việt mình thì từ nào ra từ đó nó rõ ràng đúng không, nhưng mà tiếng Anh nó đọc cứ dính lại với nhau không à, nó khó nghe cái chỗ đó lắm. Cho nên mấy bạn nào mới thì các bạn sẽ xem phim mà song ngữ nha, song ngữ cái chỗ nào mà khó hay là nghe không kịp thì có thể tua đi tua lại, hoặc là xem một cái bộ phim mà xem đi xem lại nhiều lần á, xong rồi kiểu nghe lần một có phụ đề, nghe lần hai không phụ đề á, kiểu vậy. Hoặc từ mới nào á các bạn thấy nó, các bạn cứ học hết trong cái bộ phim đó là các bạn nắm được hết rồi, xem đi xem lại là nhớ hết rồi. Nói đơn giản, ví dụ như xem phim mấy bạn thấy nó dài quá không có thời gian thì các bạn có thể xem nghe những cái đoạn ngắn thôi. Ví dụ như lên trên YouTube gõ ra những cái conversation ngắn á, mình nghe đi nghe lại thôi. Đôi khi á các bạn chỉ cần nghe một cái đoạn trong tiếng Anh mà các bạn nghe cái trăm lần á, mà các bạn nghe được những cái từ quan trọng, rồi bạn hiểu được cái nội dung của cái đoạn đó nó như thế nào, rồi bạn có thể đọc lại được cái đoạn đó như thế nào, bạn cảm nhận được cái sự lên xuống của cái đoạn đó như thế nào, mà nghe cái trăm lần, 200 lần cũng được nữa. Còn hơn là các bạn nghe tùm lum tùm la, nghe quá trời luôn. Nghe quá trời thì cũng được đi, nhưng mà nghe mà không có hiểu gì hết
thì nó cũng không có tác dụng gì mấy thiệt. Nó người ta gọi nó là nghe bị động nha. À, bên cạnh cái việc nghe bị động là bạn phải nghe chủ động là nhiều. Nghe chủ động thì mới mau lên trình. Ví dụ như các bạn nghe bị chủ động một thời gian, các bạn đã nghe khá lên rồi đi, thì sau đó mình mới chuyển sang bị động, đúng không? Chứ tự nhiên không biết gì mà cứ ngồi suốt ngày nghe bị động, nghe người ta kêu nghe bị động chắc lên trình á, nghe hoài không lên nổi thiệt. À, nghe mà không hiểu gì sao lên nổi các bạn. Ban đầu á mình phải học nghe chủ động trước, học từ vựng trong cái đoạn đó nó nói cái gì cái gì cái gì, phát âm như thế nào, rồi mình bắt chước theo như thế nào, mình hiểu cái gì người ta đang nói cái gì không. Đó, nghe đi nghe lại một đoạn hoài cả 100 lần 200 lần cũng được nữa, quan trọng là hiểu. À, các bạn cứ nghe hết đoạn này đến đoạn kia đoạn nọ á, cái đoạn nào bạn cũng hiểu hết, xong rồi một thời gian bạn thấy cái level nghe của bạn khá lên rồi á, thì lúc đó các bạn mới chuyển sang nghe bị động. Rồi ok, nói về cái việc nghe bị động là sao, thì các bạn có thể nghe lúc ngủ, có thể nghe lúc đang ăn cơm cũng được nữa, thì cứ để đó mở ra nghe thôi. Mấy cái podcast này kia hoặc là mấy cái chương trình BBC Learning English kiểu vậy mở nghe cũng được chút chút, đúng không? À, nghe tại vì đó giờ mình luyện nghe chủ động rồi, thì giờ mình nghe bị động mình cũng hiểu được chút chút nó nói cái gì kiểu vậy. Thì các bạn cứ mở nghe vậy thôi, cho giống như là immerse yourself in English vậy đó, giống như là mình chìm đắm trong tiếng Anh vậy đó. Thì tưởng tượng giống như là cái môi trường của mình xung quanh là người Anh đi, người Anh hay là người Mỹ vậy đó cũng được. À, thì tưởng tượng mấy bạn muốn học cái giọng nào thì các bạn có thể mở nghe cái giọng đó, thì lâu dần á, cái accent hay là cái ngôn ngữ của họ hay là những cái cách mà họ nói á, cái cách mà họ lên xuống như thế nào, cái phát âm của họ nó sẽ thấm dần vô người bạn và bạn sẽ phát âm nó dễ hơn. Nói chung là cái giọng của bạn nó không gọi là quá cứng. À, vì biết có rất là nhiều bạn đó giờ đâu có nghe gì đâu. Nãy bạn nói muốn nói hay mà các bạn đòi muốn nói hay mà các bạn không có nghe gì hết, sao hay nổi thiệt. À, kiểu thấy người ta nói hay quá nhưng mà trong khi đó mình không có mở cái audio lên nghe một ngày á hả, cứ tối ngày lướt Facebook rồi xong rồi không có luyện nghe gì hết, xong thấy ai đó nói hay quá cái nói em ước được như bạn này như bạn kia kiểu vậy ha. Thì đâu có được. Các bạn phải chủ động mở máy lên nghe nha. Mình nghe một thời gian xong rồi mình mới thấy khá được rồi mình mới bắt đầu mình luyện phát âm rồi mình cái accent của mình nghe nó từ từ nó khá lên dần dần. Nói chung là mình phải kiên trì, học tiếng Anh cần sự kiên trì rất là lớn các bạn ơi. Rồi quay lại cái phần accent tiếp nè. Thì muốn thay đổi cái accent thì thứ nhất là các bạn phải nghe nhiều, nghe càng nhiều càng tốt các bạn. Nghe phim, nghe bất cứ cái gì cũng được, nghe hoài á, tối ngày nào cũng nghe. Nói chung là tới giờ Vi vẫn nghe, ngày nào Vi cũng nghe hết chứ không có bỏ. Kiểu mình phải duy trì cái thói quen đó hàng ngày luôn. Đến một cái lúc nào đó mà các bạn nghiện á, không biết là ở đây có ai nghiện không, nhưng mà kiểu nghe xong nghiện á, nghiện phát âm tiếng Anh á, kiểu vậy. Thì các bạn không có muốn bỏ cái việc học đó nữa. Có nhiều bạn ha, Vi biết là có nhiều bạn học tiếng Anh á, kiểu các bạn học nói được luôn nha, nhưng mà sau một thời gian thì các bạn lại vì những cái vấn đề cá nhân này kia các bạn bỏ, thì cái level tiếng Anh của bạn lại đi xuống, thì các bạn lại đâm đầu các bạn học tiếp nữa, thì nó hơi mất thời gian nha. Cho nên nếu như mà mình nghĩ tới cái chuyện đó thì nếu mà mình đã xác định là mình học tiếng Anh thì mình cố gắng là mình theo nó luôn đi ha. Ok. Giống như là chờ mình xíu. Nói nhiều cũng mệt lắm á. Ok, rồi ủa tính nói gì ta? Tự nhiên uống miếng nước xong quên mất phải nói cái gì. Ok, rồi nói về cái accent tiếp đi. Mà nói về cái accent thì có những bạn hỏi Vi là làm sao có cái accent giống Vi được, làm sao mà giống Vi được mấy bạn. Kiểu mỗi người nó có một cái giọng riêng. Cái giọng riêng là cái giọng đặc trưng của mấy bạn á. Giống như các bạn mở một cái người nào đó lên, các bạn nghe phát các bạn biết ai liền. Giống như bây giờ Vi mở thử một cái accent của một bạn nào đó lên nha. Các bạn nghe phát thử các bạn biết không nha. Quảng cáo, đợi xíu. When you're prepared.
Each one has its own perks, but I lean towards indoor activities, as I think indoor activities have a comparative advantage of not being at the mercy of the weather. You don't. Đó, các bạn nghe thử các bạn có đoán được ai không? Được không? Nếu như các bạn đoán được ra Khánh Vy thì các bạn chính xác rồi á. Kiểu cái accent của Khánh Vy, Vy nghe vào là Vy biết liền, Vy biết liền á, Vy biết liền á. Nó kiểu nó không lẫn vào đâu được á, bởi mỗi người có một cái accent riêng mà. Rồi, tiếng người tiếp theo thử các bạn nghe không nha. Nó cái accent thì cũng không đúng, nó giống như cái giọng vậy đó. Cái giọng là cái đặc trưng của mỗi người rồi. Cái voice ha. And I'm Zui Long also. Bài thi speaking thì mình thấy có một điều mà nó không đúng với cái bài thi. Trời ơi. Bị kéo ra cái phần tiếng Việt rồi, chuyển sang tiếng Anh nè. What sort of decisions do national leaders make every day? Do you think everybody has a natural desire for order in their life? What do you think about the changes in use of building materials in Vietnam for the past two decades? What sort of decisions do Ok, topic của nó là thì thứ nhất thì bảo là dù nó có thiếu chiều sâu thì nó sẽ gặp cô quen cô khó. Sao dính toàn tiếng gì không, nhưng mà bạn nghe tiếng gì các bạn có đoán được ai không? Đó là thầy Đặng Trường Tùng á ha. Thì các bạn nghe tiếng gì, kể cả khi các bạn nghe tiếng gì các bạn muốn biết là nghe phát là biết ai liền rồi. Thì tiếng Anh cũng vậy, nghe phát là biết ai liền rồi ha. Cho nên cũng không nhất thiết là mấy bạn phải sound like a native speaker đâu. Thật ra là cái chuyện mà nghe giống như người bản ngữ á, nói phát là không ai biết là mình á, thì nó nói chung là nó kiểu surprise người khác lắm mấy bạn. Kiểu cái level đó nó quá cao rồi ha. Hiện tại thì tới giờ mình chưa có thấy một người nào đó ở Việt Nam mà nói một phát cái là nghe biết ở đâu liền, kiểu nghe biết người nước ngoài á. Nó khó lắm, nói chung là mình nghe phát là mình biết người này họ có thể sống ở đâu, có thể là cái accent của họ nó cái phát âm của họ tốt đi, nhưng mà cái accent hay là cái voice của họ nó vẫn là có một cái gì đó của cái vùng miền họ tới. Mình có thể đoán được như vậy. Nếu như các bạn nghe giọng Vy, các bạn biết Vy là người Việt Nam. Chừng nào mà Vy đạt cái level mà nói phát biết người nước ngoài luôn á, là lúc đó Vy siêu đỉnh. Nhưng mà chắc còn lâu mới tới cái level đó, tại vì á mình tiếp xúc với người Việt nhiều quá. Trừ khi nào á mà mấy bạn sống ở Mỹ và các bạn lớn lên ở Mỹ luôn, hay là các bạn sống ở Anh, lớn lên ở Anh luôn, thì cái lúc đó thì cái accent của bạn nó không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng Việt luôn, thì lúc đó nghe nó sẽ giống người nước ngoài. Còn mình ở Việt, giống như là mỗi vùng miền các bạn thấy là ngoài Bắc thì có giọng Bắc á, ngoài miền Trung thì có giọng Trung, và trong Nam thì có giọng Nam đó. Ví dụ như nhỏ Vy không có được sinh ra ở trong Nam đi, mà Vy sinh ra ngoài Bắc, thì bây giờ cái giọng của Vy nó vẫn là giọng Bắc chứ không phải là giọng Nam được. Đấy, mình sống ở cái môi trường nào thì mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái môi trường đó. Cho nên nếu như các bạn muốn cái giọng của bạn nghe nó hay hơn và nó giống như người bạn ngữ hơn một xíu, thì các bạn phải tự tạo môi trường cho mình. Đó là các bạn phải nghe hàng ngày, nghe thường xuyên, nghe tối ngày sáng đêm. Đó giống như là cái môi trường của bạn giống như là xung quanh bạn là người nước ngoài vậy đó. Cứ tưởng tượng như vậy đi ha. Mình mặc dù là chỉ là cái máy thôi, nhưng mà khi nó nói lên thì nó là tiếng Anh hay là tiếng gì đó cũng được, các bạn học tiếng khác cũng được, nó tiếng Trung, tiếng Tàu gì đó ai biết. Nói chung là học tiếng gì cũng phải nghe nhiều hết mấy bạn, giống như mấy đứa nít á. Đầu tiên á thì nó đâu có biết viết đâu, đúng không? Nó đâu có biết viết đâu mà nó không có biết cái chữ đó đánh dần ra làm sao luôn. Nó chỉ có nghe thôi, nghe người lớn nói rồi nó bắt chước theo. Thì các bạn cứ hãy học như vậy, mình cứ nghe và mình bắt chước theo đi. Rồi một thời gian từ từ á, mình học chuyên sâu thêm thì mình sẽ rành thêm nhiều thứ. Ok, đó là cái quan điểm của Vy về accent. Còn cái việc mà anh hay anh Mỹ nên học anh nào, thì cái đó tùy thuộc vào cái sở thích của bạn. Nếu như bạn thấy anh nó thú vị hơn thì các bạn có thể học anh. Ở đây anh cái giọng của họ là kiểu nó sao ta, sang á, cái cách họ nói nó khá là sang. Giọng anh là giọng sang chảnh, mà phải chảnh mới nói được anh nó kiểu vậy. Nói chơi thôi chứ giọng anh nó khá là sang nè. Còn giọng anh Mỹ á, giọng anh Mỹ thì Vy biết mấy bạn có cô Rachel, đúng không? Cô Rachel cô dạy giọng Anh Mỹ. Giọng Anh Mỹ là giọng phổ thông, các bạn xem phim này kia cũng khá là nhiều giọng Anh Mỹ, đúng không? Còn giọng Anh thì
cũng có phim giọng Anh nhưng mà phim đâu nói chung là sơn. Nè các bạn nghe thử giọng Anh Mỹ, giọng Anh Mỹ đi nè. Cô này là Oppo Reno 3 đẳng cấp chuyên gia selfie, chính thức mở bán ngày 9 tháng 5 năm 2020. Sao cái trang này quảng cáo nhiều hết nhỉ? Này. Want to speak real English from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at EnglishClass101.com. Crack open your first textbook or listen to your first podcast. Having a real conversation can feel like a fantasy. When everything about a language feels new, it can be overwhelming. But this couldn't be further from the truth. While it does take... Các bạn nghe, các bạn có đoán được anh này anh gì không? Ừ, nếu như bạn nào biết anh Mỹ thì các bạn chính xác rồi ha. Kiểu khi mà anh Mỹ đọc á, nó sẽ có những cái độ cong của âm R. R nằm đâu nó cũng rất là cong. Và cái thứ hai nữa là họ sẽ dùng flutty, có nghĩa là âm T đổi thành âm D. Giống như city thì sẽ đọc là city, hay là water thì sẽ đọc là water. Kiểu vậy. Còn anh thì đây là giọng, kiểu giọng là giọng chuẩn, chuẩn của chuẩn rồi. Rồi cho nên cái những cái âm như là âm T thì họ sẽ đọc giữ nguyên lại. Và sự khác biệt giữa anh và anh Mỹ nó không nằm ở phần phụ âm mà nó nằm ở phần nguyên âm các bạn. Cho nên nếu như các bạn muốn học phân biệt được anh và anh Mỹ thì các bạn chỉ cần học kỹ cái phần nguyên âm thôi nha. Học kỹ cái phần nguyên âm thôi là các bạn có thể phân biệt được thằng nào anh thằng nào anh Mỹ rồi. Rồi giống như là trong một vài video trước mà Vi đã chia sẻ về cái âm O á, thì anh nó có xu hướng là hẹp miệng, còn anh Mỹ có xu hướng là mở rộng miệng ra. Nhưng mà Vi nghĩ nếu mà nói theo kiểu gì thì tùy vào cái sở thích của bạn thôi. Bạn thấy cái anh nào nó phù hợp với bạn thì bạn học, chứ cũng không nhất thiết là phải theo một cái giọng nào đó ha. Nhiều khi mình nói tiếng Anh giọng Anh Việt cũng chả có sao cả. Quan trọng là mình nói chuẩn, mình nói đúng cái từ đó để người ta hiểu mình đang nói cái gì thôi. Còn mấy bạn nói mà nói xong người ta không hiểu mấy bạn đang nói gì hết đó là đâu có được. Là vậy thì nó không đúng cái phát âm thì người ta sẽ khó hiểu, mà khó hiểu thì sẽ không thể nói chuyện được đó. Ok rồi, Vi nghĩ là mình chia sẻ đủ rồi ha. Nói chung cũng hơi dài dòng xíu, nhưng mà tóm cái váy lại là các bạn muốn có một cái accent tốt và các bạn muốn có một cái giọng ok hơn một xíu, đúng không? Giọng nghe tự nhiên và native hơn một xíu thì các bạn hãy nghe nhiều vào. Nghe thật nhiều vào. Nghe nhiều nguồn, nghe mỗi bài nhiều lần. Ok? Để mình cảm nhận được cái âm thanh nó như thế nào, mình thẩm thấu âm thanh nó như thế nào. Được chưa? Okay, that's it. Thank you for listening and see you guys in the next video. Goodbye.